Top 6 giống mèo sống tình cảm và thích được âu yếm. Đầu tiên là mèo Ragdoll. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với mèo Ragdoll thì bạn chắc chắn sẽ biết rằng chúng khá tuyệt vời. Khi nhận được tình cảm, chúng sẽ xoay người, lăn vào tay bạn và muốn được vuốt ve. Chúng là một giống mèo hiền lành. Thứ hai là mèo tai cụp Scottish, là một giống mèo nhà bị ảnh hưởng bởi đột biến gen gây ra nếp gấp ở tai. Mèo tai cụp rất đáng yêu, thường sẽ nằm ngửa khi ngủ và rất thích được vuốt ve. Thứ ba là mèo thần Miến Điện, hay còn được gọi là mèo thiên của Miến Điện, là một giống mèo nhà lông dài. Điểm đặc trưng của giống mèo này là chúng có bộ lông đẹp, đôi mắt xanh và ngoại hình lạ. Chúng rất thích được cưng nựng và khá hòa đồng. Thứ tư là mèo Maine Coon, cực kỳ thân thiện, hòa đồng, rất hay kêu nhằm mục đích để giao tiếp. Mặc dù có kích thước lớn nhưng mèo Maine Coon lại rất hiền lành và chúng được biết đến với cái tên là người khổng lồ hiền lành. Thứ năm là mèo Ba Tư, chúng sống rất hòa hợp với các vật nuôi khác và đặc biệt hiền lành, đối xử tốt với chị em, là giống mèo phổ biến ở Mỹ. Mèo Ba Tư nổi tiếng với cái mõm ngắn, rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Thứ sáu là mèo Finn, là một giống mèo không lông. Giống mèo này có tính cách hướng nội, hòa đồng, thông minh, tò mò và rất đáng yêu. Đối với những ai bị dị ứng lông mèo thì mèo Finn chính là dành cho bạn.